Ui. Anh Thảo. Đang vui, đang vui. Anh Thảo, vui cái gì này, em có này em muốn hỏi anh nè. Đó, thì vừa qua em có làm cái clip chia sẻ về Lee Chung Kwai. Em có lên mạng em tìm rất là nhiều cái thông tin á. Thì em thấy là Lee Chung Kwai ngoài việc đạt được những cái thành tích khủng khiếp ra, thì Lee Chung Kwai còn có những cái pha phòng thủ, những cái pha cú cầu mà bay người cực kỳ đẹp luôn. Mà khi mà bay qua anh ta thủ được pha đó, mình tại tấn công cái quả sau rồi bên kia bất ngờ không có thể nào cản được hết á. Thì anh Thảo biết phòng thủ theo cái dạng bay người đó không? Cái đó đơn giản lắm. Đơn giản nữa ba. Ồ, cái clip quỷ nào cũng đơn giản hết á. Thì có tập là có đơn giản thôi. Thì nếu mà bạn thích thì mình chiêu. Hy vọng là các bạn sẽ thủ được. Rồi, ok. Điều đầu tiên chúng ta muốn thủ được như Lee Chung Kwai, chúng ta phải làm gì? Phải đánh đơn. Nên thành ra là cái video này Thảo sẽ nói về cái phần thủ trong đánh đơn nha, chứ không phải là trong đánh đôi đâu. Tại vì đánh đôi nó sử dụng cái cổ tay rất là nhiều, còn đánh đơn thì đa phần là nó sẽ đón trái cầu, trả trái cầu làm sao mà cho trái cầu nó qua lưới mà nó xa cái vị trí mà đối phương có thể chạm tới nhất. Nên thành ra các bạn nhiều khi bạn cứ nắm cái khẩu quyết đi, đập thẳng thì trả chéo, mà đập chéo thì trả thẳng. Thành ra chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà thủ được đường cầu nó tốt nhất, vừa đủ qua lưới thôi. Chúng ta phải nắm được các bước thủ cơ bản trước nữa nha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ bắt đầu mình tới cái phần gọi là bay người cú cầu. Thì điều đầu tiên á, ở trong cái thủ đơn này chúng ta phải nắm rõ được, thứ nhất là cái bộ di chuyển đơn hai góc ngang. Thì hôm trước ở cái clip di chuyển Thảo có nói rồi. Tiếp theo nữa là tay. Ở clip mà thủ cơ bản ha, các bạn có để ý Thảo nó sẽ nói một vấn đề là gì? Chúng ta luôn luôn đưa vợt ra trước, đưa vợt ra đón cầu, và mặt vợt mình hướng ra trước rồi, chứ không phải là mình bước ra rồi mình mới đưa vợt ra thì nó lại bị chậm mất. Nên cố gắng mình bước đồng thời sẽ không mình đưa vợt ra luôn. Tư thế chuẩn bị, các bạn nên chọn một cái vị trí cho mình tối ưu nhất, thì thông thường nó sẽ nằm ở khu vực giữa sân này, được chưa? Nhưng mà đừng cao quá, nghe thì có hai bước trái phải nha, đưa vợt đón cầu, đưa vợt đón cầu, mắt nhìn vô cầu, đứng trên nửa mũi bằng chân, hạ thấp trọng tâm, gùng người và đón. Có một cái mẹo ở phòng thủ này các bạn phải nhớ ha, chúng ta sẽ luôn luôn canh đường thẳng 70% hoặc là 80%. Ví dụ cầu ở hướng bên trái, chúng ta sẽ hơi nhích người về mình đây một xíu để chúng ta bước và đỡ luôn. Tại vì sao? Hôm trước ở clip mà lớp cầu á, thầy có nói là những cái đường hướng tấn công của đối phương á, cái đường cầu thẳng là đường cầu ngắn nhất và nó bắt chúng ta gọi là phải phản xạ nhanh nhất, tối ưu được cái chuyện phòng thủ ở đây. Chúng ta là hơi đứng hướng về khu vực thẳng này, đập chéo rồi sau nó sẽ có đường cầu dài hơn, thì chúng ta sẽ đủ thời gian để mà chúng ta phản xạ và xử lý. Tiếp theo nữa là chúng ta muốn phòng thủ được tốt thì chúng ta phải đưa trái cầu đủ sâu, hoặc là nó hơi khó chịu, như là bắt đối phương di chuyển hoặc là bắt đối phương đập trong tư thế không phải là hoàn hảo nhất, hoặc là chuyện bung cầu, chúng ta bung cầu phải đủ sâu, chứ còn mà các bạn bung cầu bị thiếu quá thì chúng ta thủ cũng khó lắm. Đỉnh cao của thủ cầu ở đây đó gọi là bay người cú cầu. Thì các bạn phải nên nhớ một điều, đó là trong trường hợp bất khả kháng. Ở đây mình bay người cú cầu bởi vì mình không thể nào mình bước kịp nữa rồi. Đó, chứ không phải là các bạn thấy mình bay đẹp quá rồi bắt đầu là các bạn lạm dụng là cầu nào các bạn cũng bay hết, là sai hoàn toàn nha. Nó xa tầm với của mình quá thì mình không thể nào mình trả bộ mình đấy. Thì bắt đầu mình sẽ dùng cái thân người để mình đỡ. Thân người ở đây là mình sẽ tận dụng chiều dài của cánh cây vợt, cánh tay và thân người mình để là mình phóng ra, mình bay người ra. Và trong cái thủ cầu bay người này nó không thể nào mà có một cái bay mà giống nhau hoàn toàn 100%, bởi vì mỗi người nó sẽ có một cái đặc điểm hình thể, một cái đặc điểm về sức bật này nọ. Còn ở đây Thầy sẽ hướng dẫn các bạn để mà bay được làm sao mà cho nó an toàn nhất. Tại vì cái bay này nó rất dễ bị chấn thương nha, và các bạn phải tập luyện nhiều, chứ không phải muốn đụng như là bay đâu. Điều đầu tiên là mình phải có cánh mình mới bay đúng không? Cái gì vậy anh ơi? Ê, khoan. Cái gì vậy? Rồi, đầu tiên ở cái bay này các bạn tập cho Thảo động tác như thế này. Đầu tiên là bên trái trước nha, bay người qua chống. Nhớ nha, ở đây mình sẽ bật ra, làm như động tác hít đất của mình á, mình bật ra và đưa người xuống, chạm người, bật lên, bật lên. Đấy, tuyệt đối không được để đầu gối đập xuống sàn. Chúng ta có thể là gọi là trường ra thôi, cố gắng bằng mọi cách đừng để đầu gối đập xuống sàn nha. Rất là đau và rất dễ chấn thương. Hoặc là nếu mà chạm thì chúng ta sẽ chạm từ cái phần phía trên đùi, phần phía trên đùi chúng ta chạm xuống, chứ đừng có mà đập bằng cái đầu gối này xuống nè, nó vỡ xương bánh chè đó.
ở phần thân tay mình cố gắng. Được chưa? Đây nè, rồi bắt đầu lên rồi. Và khi mình lên thì sao? Mình rút bằng cơ bụng. Nên thành ra các bạn phải có một cái cơ bụng tốt để mình rút thân người lên, mình đẩy cái thân người lên để mình chuẩn bị quả tiếp theo. Chứ không phải là bay một phát xong rồi đi luôn, rồi không lên nổi, đó cũng là sai. Khi tập được động tác rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn theo hướng cầu. Nhìn hướng cầu và phản xạ đúng không? Đưa vợt ra và chạm. Chạm. Được chưa? Ở đây là cầu chạm này nè. Nếu mà được thì chúng ta cứ đưa cái, các bạn hãy nhìn rõ cái phần này nè. Cái phần bay cầu chúng ta hay bị thế này. Rồi, thông thường những vận động viên mà khi chúng ta thực hiện quá bay cầu á, họ hay bị tì, hay bị rách cái phần cái chui nè, ở chỗ cái cuối của cái cán vợt nè. Bay người, đưa vợt ra. Đưa vợt ra đón cầu, đưa vợt ra đón cầu. Nếu mà các bạn đủ cái cổ tay nữa, các bạn hãy trả chéo. Còn thông thường là cứ bay thì làm sao? Trả thẳng là nhiều. Rồi, về các phần bài tập bổ trợ để giúp các bạn thủ được tốt nhất. Ví dụ bài tập chân ha. Nè. Đó, theo phản xạ trái hoặc phải, làm sao mà cho cái chân nó có một cái độ nhạy linh hoạt nhất. Rồi tiếp theo là hít đất. Hít đất ở đây chúng ta hít đất nhanh, rút cơ bụng nè, bật lên. Bật ra, rút vào. Đấy. Để làm sao chúng ta có thêm phần cơ bụng để hỗ trợ chúng ta trong cái việc mà gọi là lấy lại được cái trọng tâm hoặc là cái cơ thể để mà chuẩn bị cho quả đánh sau khi quả chúng ta thủ cầu hoặc là quả chúng ta bay người. Chúng ta đủ thời gian ta rút cái người lên. Nhảy dây đôi nha. Nhảy dây đơn, nhảy dây đôi. Rồi các bạn để ý thêm về phần mặt vợt cũng giống như là các hướng xử lý cầu. Bởi vì trong cái thủ cầu này á, mỗi bạn sẽ có một cái tư thế thủ cầu nó đặc thù cá nhân riêng của nhau. Khó ai giống nhau một hoàn hảo 100%, họ chỉ có thể là giống nhau được khoảng 70% ở những gì Thảo vừa chia sẻ. Còn cái động tác bay người như thế nào rồi hoặc là mình đơn giản mình gọi là lúc mà feeling, rồi lúc tập trung thi đấu á, thông thường chúng ta sẽ có những cái phản xạ mà rất là đặc trưng. Các bạn hãy để ý, ví dụ Lê Trung Quay họ sẽ bay rất là đặc trưng, Lindan cũng vậy. Miễn làm sao mà cầu nó qua rồi các bạn có thể là bật người dậy chúng ta đánh tiếp, hoặc là chúng ta có thể trả theo những đường cầu theo ý mình, vậy là tốt rồi, nên đừng quá quan trọng chuyện đó. Dạ, cố lên, bắt đầu. Tính ra cũng biết thủ cầu, cũng bay người, cũng gì mà này nọ đấy. Thôi, cái đó là lâu anh còn chưa đánh á, thấy không? Chứ còn mà thời đỉnh cao anh á là còn gà hơn vậy nhiều đó. Còn gà hơn vậy nữa. Nghe cái là biết cái bài rồi các bạn ơi. Chung là mình thì chuyên đơn, nên thành ra mấy bài thủ đơn này thì mình chỉ có thể chia sẻ theo cách ngắn gọn và dễ nhất cho các bạn rồi. Thấy lại nha, bay người cứu cầu đó là bất khả kháng. Chứ không phải là biểu diễn, nó không phải là biểu diễn đâu. Mình bước bộ, trả bộ ra mình thủ cầu luôn luôn tốt hơn là chị mình bay người. Đúng rồi. Nghe thấy là có những cái tình huống mà vận động viên khi mà họ bay, thứ nhất là họ bị đổ máu à. Đó. Cái thứ hai là có những cái lúc mà cái đầu gối nó đập xuống. Đúng. Nó sẽ bị cái khớp gối nó có vấn đề luôn. Cái ngay cái sự bánh chè đây mà đập xuống cũng hơi thốn, đi không nổi luôn đó. Nên thành ra là đừng có lạm dụng nó. Và các bạn phải nắm vững được các bài tập bổ trợ như Thảo đã hướng dẫn chỉ rồi ha. Ok các bạn ha, thì vừa rồi là mình cũng có nhờ thầy Thảo chỉ cho các bạn cái cách mà để phòng thủ bay người được như đi trong quay. Thầy Thảo cũng có chia sẻ thêm là để làm được vậy thì mình cần phải nắm vững các cái kỹ thuật phòng thủ trong đánh đơn. Chia sẻ rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ cho các bạn luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Nhớ để cho mình và thầy Thảo một like, một đăng ký kênh luôn nha. Bye bye. Bye.